nó đang đọc kinh luôn kìa. Cô, từ từ cô. Cô ơi, từ từ nha. Nó đang đọc kinh luôn. Mà xem nè, bốn bên đều là mộ, cỏ mọc um tùm luôn. Um tùm mà cao lắm, mà cây um tùm luôn. Em vô đây ngồi thì em cảm thấy như sao? Không mình vậy hết á. Thấy thoải mái không? Thoải mái hả? Xanh nó ra đó là nó biết ăn á, là nó ăn toàn tà hủ với nước tương không? Dạ. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt ở một khu nghĩa trang. Nơi đây em được bà con chia sẻ có một chàng trai có sở thích rất là kỳ lạ. Cứ mỗi ngày tầm khoảng lúc 12 giờ trưa là chàng trai này cứ ra nằm ở ngoài khu nghĩa địa này, làm những hành động và những cái sở thích rất là kỳ lạ. Tuyến đường này ít người qua lại, nhưng mà không biết tại sao mà chàng trai này lại một mình sống ở đây, thật sự rất là rùng rợn. Bây giờ em sẽ vào bên trong để gặp chàng trai này, xem là chàng trai này gia đình, gia cảnh có khó khăn gì không, mà không biết là tại sao mà chàng trai này lại một mình lại ở trong đây, thật sự rất là rùng rợn luôn. Nếu em một mình đi thì em chắc chắn rằng em sẽ không dám vào đây. Ở đây. Ở đâu? Bé nó trong đây, hàng xóm kêu nó hay gõ mõ trong này. Con xin phép mấy ông bà cho con đi nhờ. Hôm nay bé hay gõ mõ trong khu này. Thường ngày ở đây hả? Để chưa. Ông bà thấy không? Đây nè ông bà, nó có một cái tượng gì đó. Cứ giờ trưa là chàng trai này sẽ ra đây ngồi. Chào em nha. Em cứ làm gì em làm đi nha. Em mới gõ mõ đọc kinh xong hả? Em ơi, cho anh hỏi em tên gì? Em tên gì? Hình như là không biết tên luôn. Tên Phước. Hàng xóm bảo tên Phước hả? Phước hả? Không biết tên mình luôn đó hả? Phước nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi à? Ở đây làm gì đó? Không làm gì hả? Sao thấy người giống hình như em thấy người em giật mình, không giật mình luôn. Hình quan âm bồ tát. Em lấy cái đó em ngồi em tụng kinh nhá. Đâu em ngồi em tụng kinh cho tụi anh xem đi. Rồi anh. Em gõ đi. Em cứ gõ bình thường. Sao em lấy bức hình đó xong em gõ sao em gõ cho anh coi được. Sao vậy? Giờ mệt rồi hả? Làm gì mà mệt? Cái gì vậy? Em hàng ngày em gõ là sao? Em gõ. Ngồi đi. Em ngồi đi. Em đi đâu? Dạ dạ không nổi. Hình như chàng trai này rất là lạ ông bà. Thấy người là bỏ chạy. Hình như là thích ở một mình ở đây sao á. Ở một mình, có người nào là đi ra kìa. Rồi thích không kìa, nó ngồi nói chuyện với anh. Dạ. Chàng trai mới vừa đi ra rồi đi vào. Nếu mà mình đi theo là đi ra. Từ hồi nãy giờ tụi em thì cũng tìm được một người thân của chàng trai. Bây giờ bà cũng sẽ vào bên trong để bà sẽ chia sẻ lời cho ông bà biết. Tụi con chào cô nha. Dạ, cô tên gì cô? Tên Lon. Dạ, cô Lon nay bao nhiêu tuổi rồi? 70. Dạ. Do mình tiếp cận em nó không được, cho nên bọn mình đã tìm được người thân của em nó để vô cũng như thuyết phục nói chuyện với em nó. Cô ơi, bởi vì em nó cứ thấy bọn mình là nó cô, cho con hỏi là ngày nào là cháu của cô cũng đều qua đây ngồi hả? Đúng rồi. Dạ. Nó có bị cái gì không mà ngày nào nó vô nghĩ điện nó ngồi không? Có. Bị cái gì? Nó vô trong đó nó chơi hoài à. Vô đó chơi, mà chơi có một mình không? Thấy người là bỏ chạy. Không có. Nó thấy một con vô là nó tìm đường nó chạy à, cho nên con mới về con tìm cô á. Nó sợ hay sao ta? Không, bây giờ cô nói vậy là nó chắc có người ta chửi bới nó, cho nên nó mới sợ quýnh á, là nó mới đi.
Dạ. À, nó mới đi chỗ khác chơi. Dạ. À. Vậy là mỗi ngày đều vô khu nghỉ để chơi. Đúng không? Dạ. À, cô cho hỏi thăm này, à, em nó tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Nó này 14 tuổi ạ. Mới 14 thôi hả? À. À. Nó khờ lắm, nó không biết cái gì hết. Ừ. Dạ. Rồi cha mẹ của em đâu? Cha thì mất. Cha thì mất, còn mẹ thì cũng bệnh. Tới hồi mà cha nó mất á, là mẹ nó bệnh dữ lắm. Tới đây rửa nguyên một chồng chén bởi hết trơn. Mẹ hả? Hay là do mẹ khờ nên là mẹ nó cũng hơi tưng tưng. Dạ. À. Nhưng mà cha sao mất cô? Bị điện giật. Bị điện giật lâu chưa cô? Lâu rồi. Nay cũng 3-4 năm có. 3-4 năm rồi. À. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm một chút là em này là bị khờ từ lúc sinh ra hay đúng là về sau này thôi? Đúng rồi. Có nghĩa là sinh ra đã bị khờ rồi. Đúng nè. Đấy, có nó bị rộng kinh. Vậy là khả năng là do là di truyền từ mẹ. Đúng. À. Nhưng mà con nghĩ chắc cũng một phần tâm lý là lúc mà bé còn đầy đủ cha mẹ thì đầy đủ tình thương hơn á. Mà cha mất đi rồi thì kiểu như thiếu một người nào đó trong gia đình đó thì cái sự buồn cô đơn nhiều á tăng lên nên là bé cảm nên thấy trầm cảm á cô. À. Con nghĩ gì đó. Rồi. Hàng ngày cô có biết là em nó vào nghĩ địa này không? Không. Không biết hả? Hôm nay bọn con tới bọn con báo cô mới biết hả? À. Nó nói là nó đi lượm da chai, chứ cô không có biết là nó ra ngoài này, nó chơi ngoài này. Nó hô nó đi lượm da chai. Rồi cô mới nói là mày xin người ta, chứ mày đừng có lấy đại người ta quýnh mày. Nó đâu có biết nó vô đây. Lỗ nữa đó. Thôi bây giờ mình vô trong trước cô. Cô đi trước đi. Cô vô trước đi. Cho con xin phép đi ngang. Đúng là không biết. Mà cô thấy là nó đang đọc kinh luôn kìa. Cô từ từ, cô ơi từ từ nha. Nó đang đọc kinh luôn. Gỡ hả con? Gỡ đi. Dạ cô nói chuyện, cô vô trong đi. Gỡ hả con? Gỡ đi, gỡ cho cô, cho mấy chú nghe. Gỡ đi. Gỡ đi à, mai mốt mấy chú cho tiền nữa. Đi gỡ hả con? À. Gỡ giùm mày. Gỡ giùm không, mày, thường gỡ. Không, không có được. Đi giỏi hả con? Đi chú quay phim cho. 14 tuổi à. Nhưng mà nhìn như tâm trí như thể là một đứa bé 3 tuổi nha cô Hà. Mà trong cái đó sưu tầm ở đâu không biết thì lại được cái mõ như vậy. Mà cô từ hồi đó giờ có bao giờ cô hỏi là con biết con năm nay bao nhiêu tuổi không? Không. Không hỏi hả? Nó không biết. Nó không có biết là nó bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cô có hỏi không? Có. Mỗi lần cô hỏi thì nói bao nhiêu tuổi? Nó nói nó không biết. Dạ. Hỏi nó cái đó là làng lên. La làng luôn à? Nhưng mà ăn biết món nào ngon không? Hồi sanh nó ra đó là nó biết ăn á. Là nó ăn toàn tà hủ với nước tương không? Dạ. Tưởng đâu là nó câm. Ai ngờ đâu tập cho nó bé nó nói. Nó nói bập bẹ mừng lắm. Tưởng đâu cái lưỡi nó bự lắm. Nó nói chuyện không được. Dạ. Vậy là có nghĩa là lúc mà sinh ra nhỏ, hồi nhỏ là toàn thích ăn đồ hũ thôi. Đúng rồi. Rồi bắt đầu giờ liên quan tới cái vấn đề là nó vào trong nghĩa địa ngồi trước tượng Phật của Địa Tạng Vương đây, gõ mõ tụng kinh. À. Và có thêm một bức hình của Quan Âm Bồ Tát kia. Có. Hay là em lại có duyên với Phật phải? Thì chắc cô nghĩ là có như vậy. Dạ. Phải nghĩ là có duyên với Phật cho nên lúc nào cũng vào đây tụng kinh chứ. À. Là ngày chiều nay là nó lên chùa nó lại Phật. Có là ban ngày vào đây, tối lại về vào trong chùa tìm niệm Phật tiếp. Cô kêu nó tắm rửa sạch sẽ đi, dắt em lên trển lại Phật đi. Có nhà cầm chùa không? Có nhà không có cửa không? Bữa nay thầy không có mở. Ví dụ như cô vào cô tìm em nó về và kêu em nó về, em nó có chịu về không? Không. Không chịu về, là cứ thích ngồi trong đây thôi. Đúng. Đến mấy giờ mới về nhà? Thì nó muốn về giờ nào về, cô cũng không biết được. Vậy là tùy thích á, là muốn đi lúc nào đi. Nhưng mà từ hồi trước giờ cô nghĩ là cháu cô là đi làm với cha thôi đúng không? Đúng. Là không biết. À. Nhưng mà ngày hôm nay là cô mới biết rõ hả? Đúng rồi. Nhưng mà cô có nghe người ta đồn là cháu cô hay vô đây ngồi không? Không. Là người ta nói Phước nó phá quá.
nó phá trong mồ mả rồi nó phá dữ lắm. Rồi người ta hỏi chứ mày thích con nhỏ đó lắm hả? Nó nói thích. Nó nói vậy, nhỏ con mà nhỏ mất á. Nó nói thích. Thấy con nhỏ mất á hả? Mất ở đâu cô? Không biết. Người ta thấy vậy thôi chứ. Có khả năng là em này vào trong một cái mộ nào đó, một cái hình của con gái đúng không? Ừ. Sau đó là lúc nào cũng ở trong đó. Nó bữa hái bông hái quà rồi nó đem tới đó. Đem tới cái mộ đó. Đúng. Ồ, cái mộ đây ở đâu có biết không? Không. Em, cái mộ đây ở đâu? Cái mộ mà em hay mang hoa tới em cắm á. Chỗ nào? Đúng hết rồi, nhưng cái mộ đây ở đâu? Biết. Giờ nó không có nhớ. Không nhớ gì luôn. Kiểu như không có nhớ. Chỉ mình làm theo cái suy nghĩ lúc ban đầu thôi. Không có nhớ được cái trước kia. Không có đầu óc, không có minh mạnh. Vào một cái ngôi mộ của một cô gái. Ngày nào cũng tới đó và bắt đầu mang hoa, mang đồ thứ tới đó. Xong bắt đầu là ngồi trong cái mộ đó. Rồi người ta hỏi chứ sao con ngồi đây. Cái nó nói con thích cái nhỏ này. Thích cái bé ngon nằm trong cái mộ đó. Vậy là tính ra là cô cũng biết là cháu cô vào khu nghĩa địa rồi. Nhưng mà không biết là nó ở đây lâu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao kỳ vậy? Có khi nhưng mà lúc đó trong nhà mình có tìm thầy hoặc là xem là bé có bị sao không cô? Không, bình thường. Thầy bà chi. Có khi nào mà bé nó bị tâm linh không cô? Không. Không tâm linh tại sao mà vào trong cái mộ có một cô gái? Thì bởi vậy cô cũng không hiểu luôn. Chắc cô không biết á. Không biết luôn. Dạ. Nếu chứ bình thường làm sao mà vào tự nhiên nói là thích một người ở trong cái mộ đó. Mà thích cô gái. Thì chắc là cái hình ở cái bia mộ đấy đúng không? Là cô, người ta nói với cô á, sao phước nó vô trong đó. Rồi người ta mới hỏi nó, bùa mày thích nhỏ đó lắm hả? Nó nói thích, nó thương, nó nói vậy. Thương luôn. Đó. Thì cô cũng không biết. Nhưng mà cô không biết cái mộ đấy ở đâu? Không. Nhưng mà sự việc đó là lâu chưa cô? Năm rồi. Năm rồi. Nhưng mà tính tới giờ là cháu cô vào khu nghĩa địa ở là bao lâu rồi? Mấy năm nay. Năm nay, dạ. Nhưng mà mấy năm trước thì bình thường hả? Không có gì hết. Nhưng mà theo mình nghĩ thì không biết là ở khu nghĩa địa không biết là có hợp lý không, mình không dám nói bậy. Mình chỉ sợ là giống như là có một cái gì đó dẫn em nó vào đây. Nhưng mà vào là buổi trưa luôn nha. Giờ hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa rất là nắng luôn. Vào trong nghĩa địa để ngồi. Mấy anh em có điện thoại em lấy cho mượn đây. Rồi để ông bà biết là cho, sự cho, thật là chàng trai này ở 12 giờ trưa. Bây giờ là 12 giờ 10 phút. Anh tắt màn hình đi, anh mở lại được. Ông bà xem là 12 giờ 10. Đây này. 12 giờ 10. Chính xác 12 giờ 10 luôn. Đó. Ngày nào cũng vậy. Nhưng mà có về nhà ăn cơm không cô? Có. Về xong lại đi tiếp à cô? Mà một ngày là ăn bao nhiêu buổi? Ủa nó ăn luôn bù. Vậy hả? Ăn liên tục luôn. Nó làm một tô vậy nè. Bây giờ làm sao cô ngồi tòa kế bên em? Cô ngồi sát vô đi. Còn sẽ trả ngồi sát bên đó chút xíu. Ngồi lùi qua bên kia đi. Ngồi lùi qua bên đó. Không ơi, cô cho bé ngồi đây đi, cô ngồi bên em đi để cho bé ngồi gần. Ngồi bên đây. Em ngồi xích sang. Con lại đây ngồi. Em ngồi xích sang. Chú không có chịu. Mấy chú không có chịu kìa. Sao vậy? Sao tự nhiên này? Không phải là chàng trai này có vẻ như là làm theo ý mình muốn thôi, chứ mình kêu ngồi chỗ khác hoặc là đi hoặc là nói chuyện thì không thích trả lời vậy, thích theo ý mình thôi. Mà cháu cô lúc mà về nhà là có nghe lời không cô? Nó la làng. La làng hả? Nó la dữ lắm. Lúc nào? Nó la nhiều khi cô hết hồn luôn á. Vậy hả? Mà không có thích giỡn nha. Dạ. Có sao nói vậy chứ nó không có thích giỡn đâu. Dạ. Có nghĩa là vào trong cái địa thì không thấy có vẻ là giống biểu cái tâm nó tĩnh lại, nhưng mà ở nhà thì lại la lối. Kỳ ta. Vậy là cháu cô thích sự im lặng. Không thích như đùa giỡn hả? Đúng không em thích yên tĩnh đúng không? Cho nên dạ chứ. Mà Phước ơi, em ở trong đây em thấy vui không? Vui lắm hả? Mà em ở đây thì em có bạn bè gì không? Không. Nói chuyện với ai trong này không? Nhưng mà em ở đây em vui, sao em nói cho anh nghe? Thấy cảnh sao? Không có gì hết. Không có gì hết hả? Mà em thấy là ở đây yên tĩnh hả Phước? Ở đây mát. Ở đây mát ha. Mà ở đây có buồn không? Không. Không buồn hả? Mà em có bạn bè gì không? Không. Không luôn hả? Mà em ngồi trong này em không sợ hả? Có sợ không? Không. Không sợ luôn. Trước giờ có bao giờ 12 giờ đêm mà em vô đây ngồi không? Không, không có. Mà em ngồi 12 giờ trưa thôi hả? Ừ. Trời ơi.
chứng tỏ là em này cũng gan nhờ. Ừ. Nói thật sự là phải như mình bảo cho vào đây mà ngồi 12 giờ trưa không dám ngồi luôn. Đúng rồi, nếu một mình ngồi cũng không dám nữa. Cô dám vô ngồi không? Không đâu. Tại vì ở ngoài là toàn là mổ không ai. Đúng rồi. Cái đường đi toàn mổ không. Nếu mà một người thường mà chạy ngang đây thấy mà em Phước ngồi táo quả liền. Nhưng mà ngồi đi ngang qua đường mà nghe tiếng mõ ở trong này kêu là cũng sợ rồi chứ đừng nói. Như cô, con nghe nói là ở ngoài phía ngoài lộ là có một cái bậc đá là cũng có một cái chỗ mà em nó hay ngồi đó. Cúng kiến nữa. Là mình thấy có bạch nhang đó. Em Phước cũng ngồi đó đốt nhang nữa. Mà cái chỗ đó ngồi nữa mà tầm 8-9 giờ tối mà mặc đồ gõ thì ai mà chạy ngay mặt đường nổi. Có một cái bát nhang rồi có mấy cái chén nước rồi bắt đầu hàng ngày là em nó hay ngồi ở ngoài đó nữa. Thì nghe người dân ở đây mỗi lần đi ngang qua đây mà không may mà ai mà lạ đó đi ngang qua mà nhìn thấy em nó ngồi đây là hết hồn luôn đó. Thì cô nhiều khi là 6-7 giờ là nó chạy, nó cắm đầu cắm cổ nó chạy à. Hỏi con đi đâu Phước rồi kêu nó. Cái nó nói nó lại chùa à. Mà đâu có ngờ mà nó lại đây ra ngoài đó đâu. Có nghĩa cứ sáng ra là em nó cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy dữ lắm. Không biết chạy đi đâu. À. À, vậy là giờ mới biết là vào trong cái địa này ngồi đấy. Ừ. À. Là bây giờ là từ đây đổ tới là không có đi ra xa quá đi. Nói nó bướng bỉnh lắm, nó không có nghe. Dạ. Có nghĩa là cô nói em không nghe hả? Mẹ nó cũng nói dạ, con không nghe. Cô. Mà bây giờ. Mà lúc nãy con nghe cô nói là lúc mà cha của bé còn sống thì bé bình thường. Đúng. Mà từ lúc mà cha mất là nguyên nhân là tại sao cha mất cô? Bị điện giật. Điện giật rồi có cái hiện tượng gì lạ sau đó không? Có nghĩa từ khi cha mất em nó có bị nặng hơn không? Hay là không. Nó vẫn vậy hả? Bình thường. Ừ. Mà thịt cá không biết ăn. Dạ. Em này là không biết ăn thịt cá. Ừ. Từ nhỏ lớn luôn hả? Chỉ biết ăn cơm với đậu hũ thôi, nước tương thôi. Bây giờ biết rồi. Dạ. Bây giờ có ăn được không? Được. À, có ngày lúc trước là không biết ăn. Đúng. Nhưng mà lúc cha mẹ còn sống đầy đủ á, thì cha với mẹ ai là người thương Phước nhiều nhất? Thấy hai đứa cũng thương trung bình thôi. Dạ. Nhà của em nó là có mấy anh em? Có ba chị em thôi. Có nghĩa là cha mẹ em nó sinh ra được mấy người? Ba đứa hả? Ừ. Nó là cả nè. À, dạ. Là con đầu. À. Lúc nãy tụi con hỏi thì Phước nói là có một mình. Một mình thôi à. Rồi con hỏi mấy tuổi, nói 3 tuổi. Rồi hỏi vô đây vui không? Vui. Dạ. Thật sự mà nói. Em nó giống kiểu là nó không còn cái tâm trí của nó như cái đứa trẻ mới lớn à. Đúng rồi. Giống tại đúng rồi. Tại vì bé vô nước nhiều quá. À. Dạ. Vô nước rồi nó về nhà bị rộng kinh. Rậm kinh rất nhiều, tưởng đâu là nó chết nhiều lần rồi. Dạ. Thấy tội lắm. Vậy là lúc đó gia đình mình cũng dẫn đi điều trị nhiều nơi rồi đúng không? Có. Dạ. Ừ, dưới bóng nữa. Dạ. Không có cu. Rồi hồi đó cháu nó còn sống là kêu giải phẫu. Thôi giờ không có tiền làm sao giải phẫu. Dạ. Là hiện tượng có bây giờ là em, có nghĩa là em nói hiện tại bây giờ là đang là một thân hình của một người đàn ông. Ừ. Nhưng mà cơ thể là một người phụ nữ hả? Đúng rồi. Ờ, là từ lúc sinh ra nó đã vậy rồi hả cô? Đúng. Ủa, vậy là bây giờ là không có bộ phận nam hả cô? À, có. Cái trứng giái nó có chút xíu hai bên. Dạ. Nhưng mà có đồ đi tiểu không? Nhổng khu câu. À. Hỏi con cầm con đái không chịu, nó ướt quần. À. Vậy là theo như cô là em nó hiện tại bây giờ là giống nữa đang là một thân hình của một người nam giới như vậy. Nhưng mà bên trong của em nó là giống một người phụ nữ. Ừ. Có thích mặc đồ của phụ nữ không cô? Giờ bác sĩ không có cho. À, bác sĩ không cho sao không. Là sao thành thói quen đúng không? Ừ. Nhưng mà trước đó có mặc không? Có. Có luôn hả? Có mà à. Mà cô nói là không có bận. Ừ, không có bận. Cho bận. Ừ. Không có bận vậy được. Đó. Bây giờ trai là ra trai. Yeah. Còn gái là ra gái. Yeah. Chứ không có bận lộn xộn vậy không có tốt. Yeah. À. Nhưng mà mỗi lần mặc trong nhà rồi có mặc ra đường không? Không. Mặc trong nhà thôi à? À. Thích mặc trong nhà mặc đồ nữ. Ừ. Mà mặc từ rồi. Lúc nào cô? Mấy năm trước là. Yeah. Ừ. Mấy năm trước lúc cha còn sống ha. Đúng là rồi. Mặc đồ nữ không à? Ừ. Rồi có mang guốc không? Không. Mang dép nam hay nữ? Nam. Dạ. Nhưng mà thích mặc đồ con gái. Ừ. Trời ơi. Thì nó lấy cái mền của nó đó. Dạ. Nó quấn giày.
quấn giống quấn rồi giống mắc bẫy đúng không? Y như là thầy chùa vậy đó. Dạ. Nhưng mà con nghĩ chắc không phải là mặc đồ nữ đâu, giống như là thấy mấy thầy mặc mà mình không có trang phục giống vậy á thì mình phát lên tương tự á. À. Tại vì lúc đó là phước là ăn chay đúng không? Dạ. Mà thật sự là rất là tội cho em nó luôn á. Đúng rồi. Dạ. Mà con nghe nói là cũng nhiều bà con thương mà. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có mỗi cái là hay vào khu nghĩa địa mà. À. Nhiều khi là những cái chỗ thờ cúng thì nhiều khi là em phước không có kiểm soát được bản thân thì lấy này lấy kia thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ giống em đang trốn tránh. Trốn tránh một cái gì đó cho nên em mới thích ẩn nút mình ở trong cái nghĩa địa như vậy. Dạ, cũng có thể. Đó. Kiểu như muốn xa lánh á, hoặc muốn là sợ gặp một người nào đó. Em à. Bây giờ em thích mặc đồ nam hay đồ nữ? Không biết luôn. À. Thầy nói cho mấy chú nghe. Em có mong muốn gì không? Em có thích cái gì không? Không. Không thích gì luôn hả? Em có thích tiền không? Nói. Thích tiền không? Nói con thích. Thích tiền không? Nói thích con tiền thích. À, anh cho em ít tiền nè. À. Chịu không? Chịu không? Có tiền em chịu không? Chịu không? Nói. Ủa cô, bây giờ là một mình mẹ là nuôi ba người con. Đúng. Mẹ hiện tại làm gì? Thì mẹ là cũng đi qua củi. Dạ. Rồi hái lá giang bỏ mối cho người ta. Dạ. Mẹ ở nhà có biết nấu cơm nấu nước gì không? Ừ, giỏi lắm nha. À. Vậy chứ mấy cháu thua nó đó. À. Ngày qua người ta cho bí cái cô gọt vỏ rồi. Cái nó biểu cô thì nhóm lửa lên rồi nó nấu canh. Cái nó hỏi chứ hoài đâu hoài thử coi ngon không em này hả? Ừ. À. Cái nói còn thêm miếng muối vô đó, vậy là mới ngon. Em này biết nấu cơm nấu nước luôn không? Biết nấu canh thôi. Dạ. chỉ cho nó. Vậy là hiện tại là cô ở chung nhà hay sao? Thì mẹ bé ngồi ở chung với cô. Dạ. À, có nghĩa là cả ở chung với bà ngoại. Cả gia đình ở chung bà ngoại ha. Đúng. Dạ. Vậy là một mình mẹ làm nuôi ba người con, cha thì mất rồi. Ừ. Từ lúc mất mà thì chàng trai này trở nên là bệnh nặng hơn. Đúng rồi. Dạ. Chắc con nghĩ cũng một phần tâm lý á. Ừ. Tâm lý hay tâm linh? Tâm linh cũng có. À. Theo như con nghĩ có phải tâm linh không? Cô không hiểu luôn. Cô không hiểu luôn. Không biết. Ừ. Có nghĩa là chỉ biết em nó như vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà gia đình cũng khó. Nếu mà tụi con đăng clip lên mà có thầy hoặc là có người giúp đỡ cho bé đi trị bệnh đó thì cô có sẵn sàng thử một lần không? Không. Bây giờ mẹ nó không ở cho đi. Dạ. Yeah. Tao cãi đó. Đi vậy đi. Nhưng mà cho con hỏi thăm một chút, ở nhà thì mẹ với bà ngoại thì có khi nào em nó không biết tới là nó đánh luôn không? Ừ, nhiều khi giỡn như nó, cái nó nổi cáo, nó quýnh đào lắm ạ. À. Dạ. Nó quýnh đào. Nhưng mà đánh nhẹ, đánh kiểu đánh giấy thôi đúng không? À. Chứ không phải là đánh thật đúng không? Ừ. Nó ơi. Nó không có giỡn đâu ạ. À. Em biết tờ này nhiêu không? Không biết. Không biết à, cô đưa cho bé tờ này cô. À. Từ đó giờ không đi học bao giờ hả? Không, giữ nó bự quá, không có cho nó đi. Dạ. Hai cho chục. Lưỡi coi, cho anh xem lưỡi coi. À. Lưỡi ngắn nữa. Rồi con lay lưỡi cho chú coi. À, le dài đó. Trước giờ Phước có đi học không? Không, cái lưỡi nó bự quá chứ nó đớt ngậm. Dạ. Nói chuyện không được. Ừ. Thì nó lựa da chai phụ người ta cái hồi mệt quá đi trời. Ừ. Không có lựa nữa. Dạ. Vậy là giờ cứ đi lượm ve chai, hàng ngày đi lượm ve chai. Đúng. Mà lượm ngày được nhiêu tiền cô? Có 20 ngàn. 20 ngàn. Là nãy giờ cho được lượm ngày đó ha. Thấy không con? Bữa nay khỏe ha. Được 20 khỏe rồi. Ủa mà sao thấy Phước có vẻ sao ta, lúc này lúc kia mà nãy giờ đâu có làm gì mệt đâu mà than mệt không ha, mà lúc ngồi mình thì ngồi im ru à. Ừ. Mà có người vô lại thấy mệt, hình như là khi mà có người thì không muốn tiếp xúc á, con nghĩ vậy nha, chứ không phải mệt đâu. Ờ, nó không có thích. Dạ. Phước ơi. Dạ. Em có thích học nghề gì không? Không. Không luôn hả?
Rồi mỗi lần em vô đây thì có ai cho em đồ ăn không? Có. Có hả? Ai cho? Ở bên cà phê cho. À, đem vô cho ăn ha. Ừ. Thường cho cái gì? Cho tiền. Cho tiền. Ừ. Rồi đi mua đồ ăn hả? Ừ. Mà em nói thiệt cho anh biết đi, em vô đây thì em có gặp ai không? Không. Hoặc là có chờ ai đây không? Không. Chứ anh thấy từ đầu đường vô đây là anh quải đó. Ngán như chè luôn. Nãy giờ ba anh em mình vô thì cảm giác là nhiều người nhìn mình đó. Kiểu như tự nhiên mấy người này khủng khủng sao vào trong dạ. Tại vì bốn bên toàn cái đĩa không à. Mà gừng cao su không à. Phía sau là cao su không luôn á. Đúng rồi. Dạ. Mà cô thấy ông cỏ mọc tùm. Mà gõ mỏ nữa. Gõ mỏ kêu giang luôn. Cô đưa cái mỏ cho em Phước gõ lại lần nữa cô. Này con. Em gõ đi, hồi nữa anh cho tiền nữa nha. Nè, con gõ ơi. Nè, giỏi. Giờ mệt lắm rồi, biết chưa? Nè. Không phải, tại vì rồi. Không phải là mệt mà giống như là không muốn tiếp xúc người. Muốn cái sự yên tĩnh một mình, muốn không gian. Nhưng mà sao em không chọn chỗ khác mà em lại thích vô đây? Ở nhà mệt. Ở nhà mệt lắm hả? Là không được thoải mái hả? Sao em không vô công viên ngồi á? Em rồi. Có từng vô công viên chưa? Không. Không luôn hả? À, vậy là sở thích là chắc chắn là thích trong khu nghĩa địa rồi cô. Ừ. Tại vì khu nghĩa địa ít người á. Nhưng mà khổ nổi là những người trầm cảm hoặc là những người mà bệnh kiểu như là tâm trí không ổn định á. Thì người ta lại thích cái sự yên tĩnh đó. Nên là mỗi lần vô thì người ta cảm thấy là thoải mái. Đi đi về về giống như là quen rồi. Cái cách sống quen rồi. Mà trong gia đình mình á, mà không đủ điều kiện hoặc là không được sự chăm sóc tốt á, thì con nghĩ là lâu ngày thì sẽ bệnh nặng hơn á. Tại vì cô biết là nơi tâm linh á, thì không khí thì nói chung là cũng ấy. Nên là bé này vô lâu á thì cô cho con hỏi thăm một chút á, ở nhà hai người em của em này có bị gì không hay là bình thường? Bình thường, ở em kế nó là bình thường lắm. Học lớp mấy rồi cô? Lớp 6. Học lớp 6 rồi là em đó không sao hết đúng không? À. Có mỗi mình em này trong gia đình là mỗi mình em này đúng không? Có thằng em nữa, có thằng em út nữa là nó cũng không có được bình thường gì mấy. Cũng y chang vậy luôn. Khác nữa. Và nhẹ hơn hay sao? Hay nặng hơn? Lạ nữa. Lạ nữa hả? À. Vậy là em này bị di truyền rồi. Ừ. Như kiểu là em ấy bị giống cả gia đình nhà em ấy, mẹ em bị khò. Cho nên bắt đầu là sinh ra em ấy cũng khò và những đứa em khác cũng bị khò luôn, đúng không? Chứ không phải là ấy. Bởi vậy cha nó hỏi. Cha của em nó thì có bình thường không bà? Ừ, cũng ba trợ lắm. Ồ, vậy là cha mẹ không được bình thường cho nên sinh ra con thì mới không được bình thường. Dạ. Mình có thể kiếm chỗ nào ngồi cho nó mát được không? Chỗ này hay mình đi ra lộ ngồi đi. Ngồi lùi ra, ngồi lùi ra. Đây, đây. Mệt lắm rồi hả? Thôi ra lộ ngồi đi. À. Hình như là cô thấy không? Thích đi đi, thích ngồi ngồi là. Cô đi trước đi cô. Cô đi trước thuyết phục em nó để em nó đi luôn á. Không đâu. À, đi không có tìm được á. Không có đâu. Ông bà xem cái khung cảnh xung quanh nè. À. Cây cối tùm. Dẫn em lại chỗ cái băng đá ngồi đi anh Tiến, cho ông bà biết cái cảnh tượng mà 12 giờ đêm ngồi băng đá đó. Nó ít có khi mà nó ra ngoài băng đá 12 giờ đâu. Dạ. Chừng 9 giờ là nó về nhà rồi. Dạ. Tiếng đường này ít người qua lại. Mà em trai này hay ngồi đây nè. Rồi thắp nhang. Nó chỗ này rất là rùng rợn luôn á. Chỗ của em cúng lắm bà. Của ai? Của con phải không? Ừ. Dạ. Rồi. Bà thấy nè. Cái đó là của ai? Ừ, của nó luôn. À, của em luôn hả? Sao lấy này chứ vậy? Cái gì vậy? Không có nên. Đã ngoại biểu bỏ hết đi, còn lấy chi? Hả? Không có làm tào lao công an bắt con nữa nghe. Nha. Làm gì bà? Tèn ư.
bà xem cái tuyến đường này á, tầm nửa tiếng mới có một chiếc xe chạy ngang, mà tầm 8 giờ tối chắc chắn là sẽ không có bóng người vô. Ừ. Mà tối mà ngồi ngay chỗ này gốc cây này nè, ông bà xem nguyên tảng cây nè, xuống chỗ này đặt một vắt ngang, bên trong là một cái khu nghĩa địa, nói chung là bốn bên nghĩa địa hết, trong toàn là mồ mả, mồ mả hết mà sợ lại mồ mả nhà mồ, không sợ, cảm thấy vui. Mỗi lần mà em gõ vậy thì em thấy tâm trí em khỏe không? Khỏe sao không? Khỏe mà. Em đó. Trong khi anh thấy có người ta cũng nước nôi là vào lấy uống. Em có bao giờ uống nước trong đó không? Có bao giờ uống không? Có. Mấy cái đồ người ta cũng là em lấy em uống luôn hả? Ừ. À, trong khi em thấy người ta đang để hai chai nước ngọt kìa. Hay nhờ. Không có lấy uống nha. Bệnh á. Không, nước cái nước mới không sao bạn. Nước người ta chưa khui. Trời ơi, nhìn tội ghê luôn mà không biết phải giúp em làm sao luôn á. Mà bây giờ là em trai này mỗi ngày đi lượm với chai là được 20 ngàn là cho mẹ hay là tự xài cô? Ờ, có khi mua nước đá đem về là 5 ngàn. Còn uống nước ngọt, nó uống nước ngọt gì lắm. Có khi nó ăn ba bánh tráng trộn á. Dạ. Đang hình như em đang nghĩ hai chai nước không gì vậy. Em vô lấy đi. Em khát nước hả? Không. Rồi anh cho tiền đó em định làm cái gì? Dạ. Để dành hả? Gì? Chú cho mà tiền. Mà em có biết tờ này nhiêu không? Không, không biết. Không biết hả? Dạ. Cô ơi, bây giờ con gửi tặng cho cô là 1 triệu nha. Của bà sư cô gửi tặng cho cô về mua đồ ăn ăn ha. Không, cô rất thiệt. Về là cô đi mua gạo liền. Ồ. Để đổi á. Có nhà hết gạo luôn hả cô? Hết thiệt rồi đó. Nhớ không, rớt mắt nè. Cô đưa cho bé cầm miếng đi cô. Rồi, con cầm đi. Nó cầm nó lấy, nó làm là bây giờ trong nhà cô là 5 người, 4 người chứ. Mà không có gạo ăn. Ủa, 5 người, tính cô là 5. Đúng rồi. Vô kìa nhà. Kìa cũng biết to lớn đấy chứ. Biết. Biết nhưng mà không nói. Đúng rồi. Vậy là ở nhà giờ không còn gạo để ăn luôn. Rồi trưa nay ăn cái gì? Thì mua thiếu mấy gói mì ăn. À, mua thiếu mấy gói mì ăn. Ồ, tội nghe tội không? Cô bây giờ có làm gì không? Tôi bị tai nạn có làm gì. Cái chân bị sao? Bị gãy vợ nè. À trời. Gãy vợ còn hai cái nẹp nè. Dạ. Nghe cô nói thường nhà hết gạo ăn mua mấy gói mì ăn này. Mà bây giờ thời buổi giờ tiên tiến mà con cũng không nghĩ là còn nhiều người nghèo vậy chứ. Tại vì ở đây là đúng rồi. Khu vực cũng phát triển á. Mà con cũng không nghĩ là lại giống như là cảnh ở vùng sâu á. Mà giờ còn phải mua mì ăn nữa. Nhưng mà cô có mua mì ăn thường xuyên không? Có tối ăn. Dạ. Tối ăn rồi ban ngày cũng ăn. Một ngày ăn cơm mấy bữa? Ừ, cô ăn phi cô dạy cô nấu cơm cái chính cô ăn muối. Ăn muối luôn hả? Ừ. Dạ. Muối iốt á. Dạ. Ăn cơm với muối này, ăn mì này. Dạ. Hầu như chưa bao giờ bà nghe cô nói đến cái từ đồ ăn nha. Hình như cái món đồ ăn. Có ăn cơm với thịt quay chưa? Chưa luôn hả? Vậy là nhà cô chắc cũng thuộc dạng hộ nghèo luôn hả? Đúng rồi, nghèo, rất nghèo. Dạ. Để lúc nào mà ghé thăm nhà cô ha? Để lúc nào con sẽ ghé thăm nhà cô xem mà cuộc sống làm sao để cho ông bà biết được về cuộc sống của cô ha. Tình trạng mà chàng trai này mà cứ ra đi ngồi hoài thì con thấy bất ổn á. Ông bà thấy không? Là cái tuyến đường á, không có bóng người mà cứ qua đi ngồi hoài thì ông bà cũng hiểu lắm. Được cái tình trạng là lâu ngày là cái tâm trí mất thể xác. Đúng rồi, đúng rồi. Vấn đề này thì để lâu quá càng nặng á cô. Ừ. Mỗi lần đi lượm với chai đều phải ghé ở đây mới được, ghé xong mới về. Mà đi lượm với chai là tự bán hay là cô bán giùm? Nó lựa cái nào ra cái nấy là nó lựa ra nó bán. Dạ. Nó kêu bà hơ dạ. Là kêu bà hai không có được. Dạ. Là bà hơ không. Bà hơ đó, đâu con kêu kêu bà hai coi. Mệt lắm. Vô uống nước kìa. Đi vô theo bà đi theo coi em làm gì á. Bà đi vô trước đi. Bà vô trước đi. Chắc là đi lấy nước uống. Dạ. À, đấy, phải lấy nước uống. À, thấy người ta bỏ nước ở đó, lên vô lấy. Này, em uống nước đó luôn đó hả? Trời ơi, ghê. Đồ người ta cúng là vào lấy khơi. À. Ở
nhiều không khi nó đem về cô không cho nha. Dạ. Cô không có cho, bệnh á. Dạ. Rồi cô ngồi với bé đi. Thấy chàng trai này thật sự là rất là thương luôn á. Mà bây giờ em có ước mơ gì không? Không. Nếu mà gia đình em không cho em vô đây ở nữa thì em có buồn không? Không có. Không có mà. Không có hả? Dạ. Vậy là... Nhưng mà em muốn vô đây hả? Ừ. Bây giờ không cho em vô được thì em chịu không? Vô công không. An bắt á. Không chịu vô. Ý là không chịu nhốt ở nhà là muốn vô đây ở. Nhưng mà thường em ngồi bên đây hay ngồi bên đây nhiều? Ngồi bên đây nhiều. Bên đây nhiều á? Là bên đây em có đồ gõ không? Ngồi bên đây em ngồi khoảng bao lâu rồi em đi? Lâu lắm. Lâu lắm hả? Trời ơi. Nè, nhậm hùng rác ở trong đó thì ở đâu? Em lụm rác ở đây ha. Lụm với cha mà nhậm rác cái gì? Lụm với chai. À, là em lụm với chai đây. Xin lỗi nha. Ông bà xem tiếng đường nè, nhìn rất là rùng rợn luôn á. Rồi em ở đây em chờ để em lụm với chai luôn ha. Rồi xong rồi em vô khu nghĩa địa em ngồi cho khỏe ha, rồi em về. Ờ, bây giờ đi lượm à. Bây giờ về lấy xe đi lượm à. Dạ. Trời ơi. Tội ghê. Rồi bây giờ cô giữ tiền đó ha, rồi có gì về coi mua đồ ăn, thức uống rồi. Nhưng mà tiền này lớn quá, cầm giữ được không? Được không con? Được. Được. Em biết tiền đó nhiêu không? 300. 300 hả? 200. 200. Biết không? Cô nó đi lạc, cô nói giái cha nó, mày có giấu nó, mày trả nó về đi. Chứ tội nó lắm, đói khát đồ này kia. Vậy là đi lạc ở đâu cô? Tới Tây Ninh. Lúc nào? Năm rồi là nó đi, giờ đây nè. Dạ. Là mất tiêu luôn, càng ngày càng mất. Rồi đi ra ngoài công an nói. Là vợ đó đi mất tiêu rồi, đâu có coi trong ấy được đâu. Dạ. Không có coi được. Rồi qua ngày sau là người ta chia sẻ, người ta nói. Rồi chia sẻ đó. Dạ. Rồi người ta biểu là bây giờ đón bé Phước về. Là công an giữ nó, nó không có chịu. Dạ. Giữ công an luôn. Công an nó nói thôi tao chịu thua mày luôn. Mày đi đâu mày đi. Cái nó lại tới cái quán đó, người ta dụ cũng ta có nhân có đạo, người ta dụ nó là ở đó ăn cơm đó rồi ngủ đó, người ta dân mình cho đắp. Dạ. Là chiều sáng mai là đi mẹ nó với ba hai nó với dì hai nó đi lên rước nó về. Nó hỏi cô chứ bà ngoại có nhớ con không, cái cô làm bộ cô nói nước mắt cô nó xuống. Cô nói làm gì tao nhớ mày, con nhớ hoài vậy lắm. Nó thấy bà hai nó cái nói bà hai con đi lạc rồi. Cô nói nước mắt cô xuống luôn. Vậy là cái lúc đi lạc là cha mất rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Thì năm rào ấy. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà lúc mà tìm gặp á thì cô hỏi thì Phước có nói gì không? Không. Không biết gì hết. Rồi là 2 tháng sau là nó mới nói á, quậy ơi. Sao tự nhiên cái con mặt mày con tối thui à? Nó nói vậy á. Dạ. Tối thui không thấy đường. Tối thui là có người dẫn đi hả? Đúng rồi. Trời. Tại vì thật sự mà nói vấn đề tâm linh nếu mà nhẹ dí quá thì có khả năng bị á. Ừ. Dạ. Nhưng mà không biết là cô có tin điều đó không? Tin chứ. Dạ. Ừ. Mà nhất là con thấy Phước là nhìn cái thần thái không có thần thái luôn. Ừ. Thật sự là không thần thái. Mà nãy giờ nghe cô chia sẻ là Phước cũng có nhiều bệnh rồi, nhiều khi là vào ở đây quen á, nên là nhiều khi họp á, con nghĩ vậy. Hoặc là mình chỉ phân tích về nhiều mặt thôi. Nhưng mà khi mà chia sẻ clip lên thì con chắc chắn rằng ông bà, những người lớn tuổi, những ông bà đã từng trải thì sẽ biết được em Phước này đã rơi vào tình trạng gì. Phước cho anh nhìn mặt em cái Phước. Đó, ông bà xem nè. Nhìn rất là lạ luôn á. Em biết anh tên gì không? Không, không biết. Anh tên Nghĩa? Ờ. Con tên Phước. Con tên gì? Nói con tên Phước. Tên Phước. Phước mấy tuổi rồi? Hỏi nhầm mấy. Hỏi giùm đi. Mấy tuổi con nói đi. Hỏi nhầm mấy mà mở chứ.
Nay con 15 tuổi, 14 tuổi gì đó. Chưa có gì nhật con mà. Làm giấy chứng minh rồi. Dạ. Tội ghê. Rồi uống nước no chưa? Rồi có muốn ăn cơm không? Chưa có muốn ăn. Chút nữa con mới ăn. À. Chút nữa con mới ăn ha. Dạ. Rồi bây giờ con về nhà hay là con vô nghĩa địa con ngồi nữa? Về. Về hả? Đi về. Rồi ngồi. Về mua chè ăn rồi mua xong. Rồi xong rồi có vô ngồi nữa không? Không. Vậy là một ngày vô mấy lần? Mấy lần con? Không nhớ đâu. Một lần bao nhiêu? Một lần bao nhiêu? Vậy là cô chỉ nghe được là Phước vào ở đây là hay phá thôi chứ không có biết là Phước ở đây lâu đúng không? Đúng rồi. Chỉ nghe bà con nói là Phước thường vô khu nghĩa địa lấy đồ bậy bạ thôi đúng không? Ừ. Dạ. Nhưng mà không biết là Phước vào đây tụng kinh luôn. Không biết. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà con xuống tìm cô rồi cô dẫn cô vô cô mới biết luôn hả? À. Dạ. Là tháng rồi á là rồi lấy cái lon mà cái lon mình ăn thịt á, cái nó lấy cây nó gõ quá chừng, cái hỏi con làm gì à, nó gõ ở trong nhà. Dạ. À, cái cô nói là không có gõ trong nhà, trong cửa không có nên, à, con dẹp đi. Cái tới anh hai nó là đi ra đi kêu nó con em đừng có làm vậy, hai anh hai quýnh bây giờ đó, là nó không có làm nữa. Dạ. Mà hãy giỡn nó không có thích. Dạ. Nó xô ra nó nói không có giỡn nghe, nó nói vậy. Phước ơi. Dạ. Em cho anh hỏi nè, em nhìn mặt anh cái đi, có phải là em vô đây em gõ để em cầu siêu cho mọi người không? Ừ. Đúng không? Ừ. Chắc không? Chắc. Vậy em cầu siêu cho mọi người hả? Ừ. À, vậy là em Phước là giống như kiểu như mấy thầy á cô, là thấy mấy thầy cũng cầu siêu cầu an cho mọi người á, là em Phước cũng có cái suy nghĩ nhưng mà do là cái thần trí á không được bình thường nên là mấy bà, nào dòm kìa? Mấy bà nào đâu, mấy bà nào dòm kìa, có ai đâu? Ừ. Đâu bà nào nhỉ? Lúc nhỏ bà dòm kìa. Bà chạy xe á. À vậy hả? Trời ơi, thôi bây giờ hai bà cháu về nghỉ ngơi nha. Dạ. Bây giờ con cũng về ha, bữa nào con xuống con tìm hiểu cô. Dạ, rồi dạ. Hả? Cơm, hả? Chú đi về làm gì? Chú về ăn cơm. À? Chú định vô đó ngồi với con mà con vô không? Thôi về. Về ha. Rồi bữa nào chú xuống thăm nha. Dạ, con cảm vậy ơn à, chú. Vậy muốn gặp con gặp ở đâu? Ở nhà. Hay ở đây? Ở nhà. Ở nhà được không? Hay gặp đây được không? Không. Để con hỏi thử nha. Bây giờ chú muốn gặp con gặp ở đây được không? Được. Mấy giờ? À biết. Con cho giờ đi chú gặp. 12 giờ trưa được không? Ừ. Hay là 12 giờ tối? Được luôn hả? Dạ em nghĩ xin phép và khép lại video tại đây. Em chúc ông bà của chú chị được nhiều sức khỏe. Em, các bạn, em muốn.